Thưa quý vị, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit đã có cuộc gặp cấp cao Việt Nam Campuchia Lào. Tại cuộc gặp, ba nhà lãnh đạo của ba đảng đã đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc gặp, thông báo cho nhau về tình hình của mỗi đảng, mỗi nước, trong đó có công tác đảng, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ba nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình hợp tác trong thời gian qua, thảo luận về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, cùng nhất trí về tầm quan trọng của quan hệ truyền thống đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa ba đảng, ba nước. Ba nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, phát huy hiệu quả các cơ chế hiện nay và tiếp tục trao đổi hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Vì lợi ích của nhân dân ba nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia đã chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit đã chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.